Giá trị là đại lượng không thể đo đếm. Giá trị là khả năng phát triển không ngừng, là dòng chảy lợi nhuận liên tục và vững bền. Giá trị chính là thước đo khẳng định đẳng cấp, là hồn cốt của mọi bảo vật truyền đời. Tài sản vô giá ấy nằm trong những khu đô thị đã thắp sáng khắp trời Nam đất Bắc, đã kiến tạo nên chuẩn mực sống thượng lưu, đã thay đổi diện mạo những vùng đất quê hương, đã mang phồn vinh đến tất cả mọi người. Mỗi căn nhà góc phố, mỗi sản phẩm mang tên Vingroup luôn mang trong mình những giá trị trường tồn mà bất cứ vị chủ nhân thông thái nào cũng đều khát khao được sở hữu. Tại Vincom Shop House, tổ hợp nhà phố thương mại cùng trung tâm mua sắm Vincom chính là một báu vật như thế. Có mặt tại hơn 30 tỉnh thành trên cả nước với gần 40 dự án đẳng cấp, dù là ở bất cứ đâu thì những căn shop house mang thương hiệu Vincom cũng được giới tinh hoa cùng các nhà đầu tư coi như một báu vật vô giá, khan hiếm và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa các yếu tố: vị trí trung tâm, quy hoạch đồng bộ, tiện ích đẳng cấp, thiết kế khoa học và đặc biệt là sở hữu trung tâm thương mại Vincom Plaza, tâm điểm vui chơi, mua sắm, giải trí hàng đầu khu vực. Được quản lý bởi Vincom Retail, thương hiệu uy tín với hơn 20 năm kinh nghiệm, vận hành hơn 80 trung tâm thương mại tại 43 tỉnh thành trên khắp cả nước. Quy tụ những thương hiệu dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực như thời trang, ẩm thực, giải trí, thu hút một lượng lớn khách hàng đông đảo cho các căn nhà phố là bảo chứng vàng cho khả năng kinh doanh và giá trị của các bất động sản liên kề. Đây chính là giá trị độc tôn làm nên thương hiệu của những căn nhà phố Vincom Shop House. Không dừng lại ở đó, Vincom Shop House còn có lợi thế đặc biệt là luôn tọa lạc tại trái tim vàng của mỗi địa phương, nơi tâm điểm phồn hoa, thế đất long mạch giao hòa, sở hữu khả năng kết nối đa chiều trên các tuyến đường huyết mạch của mỗi tỉnh thành. Khách từ mọi nơi đều có thể dễ dàng tìm đến các căn Vincom Shop House và từ Vincom Shop House cũng thuận tiện để di chuyển tới các tiện ích công cộng, khu trung tâm hành chính tỉnh hay ngân hàng, bệnh viện, trường học. Nơi đây sẽ là điểm tập trung sôi động, sầm uất nhất của mọi khu vực. Đặc biệt, mỗi căn Vincom Shop House đều được thiết kế khoa học theo mô hình 2-trong-1, tối ưu công năng, hệ thống lưới cột, hố thang, lối đi được bố trí hài hòa, không gian kinh doanh và nhà ở được sắp xếp tách biệt một cách khéo léo và tinh tế. Đây là ưu thế độc đáo để chủ sở hữu có thể linh hoạt lựa chọn loại hình kinh doanh thích hợp, đồng thời đảm bảo không gian an cư riêng tư, an toàn và thoải mái. Bằng những lợi thế độc tôn của mình, Vincom Shop House chính là niềm mong mỏi của bất cứ vị chủ nhân thông thái nào. Điều đó đã được bảo chứng qua biết bao dự án lớn nhỏ trải dài khắp mảnh đất hình chữ S, từ Lạng Sơn, Hạ Long, Thanh Hóa cho đến Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, cùng hàng loạt các dự án Vincom Shop House trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tất cả đều là những siêu phẩm nức lòng giới đầu tư, được săn lùng ráo riết ngay từ những phút giây đầu ra mắt. Những căn shop house thuộc các dự án của Vincom đều đã đạt mức gia tăng giá trị ấn tượng lên tới hơn 200% chỉ sau vài năm, chính là minh chứng cho khả năng vô hạn của siêu phẩm đầu tư này. Với uy tín của chủ đầu tư số 1 Việt Nam Vingroup cùng lợi thế vị trí đắc địa, kiến trúc ấn tượng, quy hoạch đồng bộ, tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ mang đến chất lượng sống thượng lưu cho cộng đồng cư dân tinh hoa mà còn kiến tạo nên những điểm đến phồn hoa và dấu ấn cho hành trình bứt phá ngoạn mục về kinh tế và hạ tầng tại mỗi một tỉnh thành Việt Nam. Vincom Shop House tự hào là bảo vật truyền đời, sinh lời chắc thắng, niềm khao khát của mọi nhà đầu tư tinh anh. Vincom Shop House, dẫn lối tiên phong, đỉnh cao thịnh vượng.